Một buổi sáng. Ôi, chắc ông trời sắp đặt rồi anh em ạ. Chào mừng các bạn đến với buổi so sánh giữa xe tăng và máy bay chiến đấu. Clip trước có vẻ là không công bằng cho lắm đối với chiếc Tesla và chiếc tăng. Hôm nay tôi sẽ lấy chiếc xe tăng với chiếc máy bay vô cho anh em xem nhé. Tốc độ. Tôi có nghĩ xe tăng sẽ thắng nhưng không. Nếu mà đua xa thì sao? Máy bay còn khá chật vật trong cái việc đáp xuống. Bazooka. Xe tăng thì anh em biết rồi đó, có thể nói là không thể phá hủy được luôn ấy. Rồi thì chiếc máy bay lại khác một chút xíu anh em ạ. Xíu thôi. Mấy thằng cảnh sát nhảy đâu ra anh em ạ. Bực thật sự ấy. Xấu nồng. Vẫn là anh tăng không thể phá hủy được nha. Tôi bắn nổ được cái lớp anh em à. Trực thăng cũng không ngoại lệ nha anh em. Không xước được miếng sơn của nó luôn trời. Tiến xuống. Bắn. Anh em nhìn cũng biết ai xa hơn rồi đấy. Phá hủy Tesla. Không biết có phải tôi đếm nhầm không, nhưng mà chỉ có 4 viên thôi anh em ạ. Bắn nhau. Không hiểu sao nhá, tôi bắn chục viên mà nó vẫn chưa nổ. Vậy mà nãy tôi bắn đúng một viên bazooka thì nó là nổ.
that? Tôi quyết định lấy bazooka ra bắn nhưng mà nó không hề hứng gì hết á anh em ạ. Đấy anh em, nó vẫn còn đứng được đấy. Cái này thì khỏi phải bàn, anh em tận hưởng đi nhé. Đương nhiên là nó không si rồi anh em à. Đấy là tất cả buổi so sánh ngày hôm nay. Mình nghĩ là trực thăng nó nhỉnh hơn một chút xíu đấy.